Hướng dẫn lắp đặt máy tắm nước nóng Panasonic. Trước tiên ta vặn ốc ra để mở cái nắp của máy tắm nước nóng. Đấy. Sau đó chúng ta đặt lên tường, đặt cho ngay ngắn và làm dấu bốn góc để phan lấy lỗ. Nếu ta có máy phan thì ta phan, còn nếu ta không có máy phan ta dùng cái cây sắt nghiền một lỗ rồi đóng tắc kê vào. Ok. Sau khi đã có lỗ, chúng ta gắn máy vào. Đặt máy ngay ngắn. Đây là CPU chống giật cao cấp của Panasonic. Ta tắt nó đi. Đây là đường nước vào. Sau khi nó vào qua hệ thống tự động để cái máy nó hiểu, nó sưởi nóng nước trong cái bồn này, nó sẽ cho ra nước ở cái đầu này. Giờ ta sẽ lấy điện cấp cho nó. Sẽ sáng đèn lên thì ta phải đặt phía bên N của cái CPU chống giật. Còn dây nguội sẽ đặt bên phải. Xin lỗi các bạn, ta đã làm sai một bước rồi. Chúng ta phải lồng điện qua bên trên cái này đi vào. Thì trong lúc các bạn lắp đặt máy nước nóng này mà có liên quan tới điện thì các bạn nên lấy một cái ghế nhựa chắc vững để đứng, hoặc là một cái ghế gỗ khô để đứng cho nó cách điện, đề phòng rủi ro nè. Đúng quy trình thì chúng ta phải luồn nó vô trong cái bát này. Tất cả các máy nước nóng đều có cái bát để giữ dây điện lại. Thì các bạn, sau khi lắp đặt máy và gắn điện nguồn vào cho máy, ta đậy nắp lại. Xong thì thiết kế của máy nóng tắm nước nóng là những cái mặt bằng, cái đường ống vào và đường ống ra của nó là những cái mặt bằng, nó so với cái những cái đường ống để cấp nước mới bây giờ nó bằng, nên chúng ta không có cần thiết phải quấn cao su non, chúng ta chỉ cần để miếng thô vào thôi. Đưa đường nước vào này. Dù nước mạnh thế nào thì có miếng gòn nó ép vào giữa hai cái mặt thì nó cũng không có bị gò rỉ. Đây là ngăn mặt bằng.
sau khi chúng ta lắp đặt nước xong rồi chúng ta thử qua nước trước, thử qua nước trước rồi mới mở điện nha, xem nó có gọi điện trong nào không. Ok, nước không chảy, đầu vào và đầu ra nước không chảy, và trong hệ thống máy cũng không chảy. Để tắt qua, sau đó là mở điện thì nhé. Ta mở CB của máy tắm nước nóng này. Ok, ta thử test nó coi nó có nhảy không, thì bấm vào lúc này. Nếu nó nhảy là cái hệ thống chống giật nó còn có hoạt động. Khi mà ta không bấm cái nút test này thì nó sẽ, ta mà bấm nút này mà không nhảy là máy có vấn đề, cần phải thay cái CB chống giật bên trong. CB nhảy nè, rất là nhảy. Giờ chúng ta mở máy lên, thì ta mở máy lên, mở qua ra cho nó chạy. Ok, thì đèn nó đã phát sáng. Nước nóng, khi mà nước nóng thì cường độ dòng điện nó lên nha các bạn. Mình mới mở nước mực trung bình nó nóng nóng thôi nên 6 ampere, nếu mà mình mở cao lên nữa thì nó sẽ cao ampe thêm hơn. Ví dụ mở cao lên nữa nó lên 12 ampe, 15 ampe, 15 ampe là nước rất là nóng nha, và mình cũng rất là hao điện. Máy này thì Panasonic thì không hiệu chỉnh mà thấy nó chạy rất là ổn định luôn. Và cái model này thì không có bơm trợ lực nha các bạn, nó có phiên bản mới có bơm trợ lực đắt giá hơn xíu. Nếu các bạn cần thì cứ vào trang web máy lạnh tiết kiệm điện.net để tham khảo giá và cách hướng dẫn sử dụng. Mình tắt thì cường độ dùng điện nó giảm xuống, và mình để nguyên như vậy thì máy vẫn không có tiêu thụ điện. Nào mình xài thì mở nước sạc thôi.